sao Phật làm mẹ rơi nước mắt, hành sự ngu dốt của đứa con trai. Con đã tự ngã mà không phát ai rồi, con không thể về với gia đình nữa rồi. Con nhờ mẹ một lời xin lỗi, con vợ hiền, con đợi mẹ một đứa trong mắt. Con đã biết không chờ một tình yêu, chờ lời em trong thời gian cuối cùng. Bầu trời đen đã quên bóng mẹ, con đi nhé mẹ.
mới 18 xuân xanh, một mình nó giết người cướp tiệm vàng. Có thằng đã ngoài 60 xuân mà tại sao vẫn phạm tội hiếp dâm. Có thằng cho vay làm bóng ôm lô đòi nợ thuê, có vũ khí quân dụng. Có thằng giết người cướp xe ôm, thằng bạn tôi giết người tình trong lúc say. Chuyện của tôi ngày xưa do ham chơi đùa đòi, có mặt cha mẹ tôi khuyên can tôi hết lời. Theo đám bạn đi ma bay lắc và cần xa, những tháng ngày trôi qua thân tôi mang bao tội lỗi.
mà thôi từng thấy chỉ là